bạn, mình là Tâm Minh, rất vui khi được gặp lại các bạn. Xin chào các bạn nhỏ đáng yêu. Chị chắc là không cần phải giới thiệu nữa rồi đúng không nào? Để mở đầu chương trình hôm nay thì chị mời các bạn nhỏ cùng với chị và bạn Tâm Minh thưởng thức những tiết mục văn nghệ thật là vui tươi trước đã nha. Nào xin mời. Bắc Kim Thành
chúng ta đã cùng nhau nói về lợi ích của việc đọc sách nè, tần số âm thanh tai người nghe được nè, và lý do vì sao ruồi bay thì nghe tiếng vo ve, còn bướm bướm bay thì lại không nghe tiếng. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn một thông tin cũng rất thú vị nè. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Đố các bạn và chị Lý Lắc, loài chim gì không biết bay mà lại biết bơi và biết lặn à? Chim gì mà lạ vậy ta? Không biết bay, chỉ biết bơi và biết lặn. Chim gì ta? À, chị biết rồi, chỉ có thể là những chú chim cánh cụt thôi đúng không? Là mình bị chị đoán đúng rồi, chắc chắn là chim cánh cụt luôn. Chị Lý Lắc này, em chưa kịp làm khó các bạn là chị đã giải được câu trả lời này rồi. Chính xác, đó chính là chim cánh cụt đấy các bạn ạ. Chim cánh cụt với thân hình ngộ nghĩnh, cực kỳ đáng yêu. Sống chủ yếu ở Nam Cực với nhiệt độ trung bình hàng năm thấp nhất trên trái đất, âm 89 độ lần đó. Wow, công nhận bạn Tâm Minh và ta chịu khó tìm hiểu về những chú chim cánh cụt quá các bé ha. Vậy là chị Lý Lắc lại quên mất sở thích của em là gì rồi đúng không? Sao mà chị quên được chứ? Nhưng mà chị Lý Lắc đang ngưỡng mộ Tâm Minh chứ bộ. Vậy Tâm Minh còn biết gì về những chú chim cánh cụt này nữa không? Sẵn tiện á, nói cho chị Lý Lắc và các bạn cùng nghe đi. Để hiểu vì sao nhiệt độ ở Nam Cực lạnh đến như vậy mà những chú chim cánh cụt mập ú vẫn sống được ở đó thì chúng ta phải xem lại gia phả của chúng thôi. Trước hết, cánh cụt là một loài chim bơi ở dưới nước cổ xưa nhất. Wow. Loài chim này tiến hóa ra sao? Đến nay khoa học vẫn đang tìm hiểu. Nhưng theo nghiên cứu thì chim cánh cụt là loài chim xuất hiện ở Nam Cực từ rất sớm. Do quen sống trong gió và bão tuyết qua hàng vạn năm, lông trên toàn thân của cánh cụt đã biến thành lớp chăn ni lông. Đặc biệt, nước biển không những khó thẩm thấu mà dù cho nhiệt độ có xuống tới âm 100 độ C, chim cũng không hề hớn gì. Chim cánh cụt còn có lớp mỏ dưới da rất dày, giúp giữ ấm cho cơ thể đó. Và hình dạng của các bạn thường thấy ở loài chim cánh cụt đó chính là phần trắng ở bụng và phần sẫm bao phủ ở đằng sau lưng. Chúng thường sử dụng đôi cánh ngắn của mình để làm chân chèo khi mà lặn ngục dưới nước. Chân trước thì dùng để di chuyển trên mặt đất với dáng vẻ khá là lạch bạch, rất là đáng yêu đúng không? Và đặc biệt là loài chim cánh cụt biết tận dụng tấm bụng phía trước của mình để trườn trên tuyết mỗi khi mà chúng muốn đi với tốc độ nhanh hơn. Vậy chị Lý Lắc cũng thích nghiên cứu về những chú chim cánh cụt sao? Tất nhiên rồi, những chú chim cánh cụt vừa tròn trĩnh vừa đáng yêu, mà thương nhất là đi như thế nào ta? Đi lạch bạch như thế này nè, rất là đáng yêu luôn. Sao không thương được chứ? Chị Lắc còn bị nghiện cái bộ phim hoạt hình nói về chú chim cánh cụt có tên là Bingu nữa. Wow, chị Lý Lắc hay thiệt nha. Các bạn ơi, hy vọng những thông tin về loài chim cánh cụt sẽ giúp cho chúng ta yêu quý hơn những loài động vật. Ngày nay, với sự thay đổi của khí hậu, những chú chim cánh cụt tội nghiệp đang mất dần ngôi nhà của mình do nhiệt độ trái đất nóng lên làm băng tan chảy đó. Nếu các bé cũng yêu thích những chú chim cánh cụt giống như chị và bạn Tâm Minh á, thì chúng ta hãy cùng nhau chung tay bảo vệ môi trường, trồng và bảo vệ cây xanh để giữ cho nhiệt độ trái đất không bị nóng lên nữa, để những chú chim cánh cụt đáng yêu của chúng ta được ở trong ngôi nhà băng tuyết của mình các bé nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ngoài khơi xa. Con tàu bay tiếp theo làm cho bé ngỡ cá sâu tới đây. Sóng biển khác lăng tăng xô vào bờ. Bé yêu thương lắm, mình có biết không nào? Na 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 na.
bò lúng đồng tiền, coi hoa nở môi hồng xinh ghê. Phấn xe này, yếm tao này, em là bé đào tinh tan tan tình. Đời chân xinh hoặc là xinh, mà hai cô tâm tan tình tinh tan. Em là búp bê ngoan, em vui ca hát cả nhà cùng yêu. Thức dậy cùng ông mặt trời, cho tập thể gồm người cả ham xinh. Tới trường này gắng học hành, đi mười hoa nở tinh tan tan tình. Em chăm, em đẹp, em ngoan, mà ngày vi tóc tan tình tinh. Hẹn gặp lại các bé vào 7 giờ 30 phút và 16 giờ ngày thứ bảy và chủ nhật tuần sau các bé nha. Còn bây giờ thì bye.